video dạ mà được. Mà sáng thứ bảy thì em được nghỉ mà em lại dạy mấy bé trên trường á. À. Như em tranh thủ em dạy cho mấy đứa thì giống như là nếu mà nó học trước cái giờ đó thì được. Dạ được, dạ mà được. Mà không có học sát quá được, tại sát quá thì lại có cái giờ 10 giờ nó có người. Dạ được, dạ được. Như em dạy nó 9 rưỡi được. Dạ được. Đó thì 9 rưỡi sớm cũng được. Dạ. Em cho nó học dạ. tới gần 10 giờ 15 gì đó. Dạ. Nghỉ 5-10 phút, 15 phút gì đó nó dạ. mới học thầy kia được ha. Dạ được cô. Dạ. Từ sau tháng thứ 7 ở nhạc viện. Dạ, học dạ. ở trên. Dạ. Mà cái phòng bên dãy anh chị bé lên A17 á. A17 dạ. dạ. Cái căn tin nó có cái cầu thang đi lên. Dạ, đó. Biết. Đó, thì dạ. cái đó là dãy A đó. Dạ. Em dạy ngay đó đó. Dạ rồi. Trên lầu 1 hả cô? Dạ, căn tin á, anh thấy căn tin mình ở giữa này nó có hai dãy nè, bên này dạ. A nè. Dạ. Thì vừa căn tin đi lên quẹo phải lên liền. Dạ rồi. Đó, thì bé chỉ cần lên cầu thang thôi là ngay đó, tìm mà A16, A17 là em dạy. Dạ rồi rồi. A17. Dạ rồi. Thì nó là đối diện dạ. với cái còn bình thường bé học thì đặng là bên cái dãy dạ, B. B dạ. À, C bên này. Dạ. Dạ cứ đi rồi. Vô đi Ngọc. Thì từ sau tháng thứ 7 dạ. cỡ 9 rưỡi anh ha. Dạ, 9 rưỡi. Chờ ba quay ghi lại chứ để nhỏ nhưng mà là con của cậu hai đúng không? Cậu hai là anh của mẹ đúng không? Thì con phải kêu là anh. Anh. À đúng rồi. Anh nhỏ nhưng con cũng phải kêu bằng anh. Con xin mời bạn chị với mẹ.
4 tuổi làm gì nè, buông buông ra rồi buông hết ngón ra, đúng rồi, 4 tuổi à. Gì đó ở đâu vậy? Cái dây này ai cho con? Hả? Chị Thí cho. Chị Thí cho. Người ta tặng mình thì không có được lấy thôi mà. Ừ. Nên thấy có người lạ.